Xin chào quý cô bác anh chị và tất cả mọi người, tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của Minh Hiếu nhé. Chúc tất cả mọi người có một ngày mới thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Hiện tại thì Minh Hiếu đang ở một cái nơi có một cái view rất là đẹp, tuyệt đẹp luôn. Đây, quý vị có thể thấy đằng sau Minh Hiếu trùng trùng núi điệp điệp. Đấy, thì hôm nay là Minh Hiếu đưa tất cả quý vị gọi là đi ngắm cảnh một chút sau những cái chuyến thiện nguyện. Đấy, thì để tiếp tục những cái chuyến hành trình mới đến với những cái hoàn cảnh khó khăn mới. Đấy, thì Minh Hiếu sẽ đưa tất cả mọi người gọi là đi ngắm cảnh một chút, và đồng thời là Minh Hiếu sẽ test thử cái con GoPro 10 Minh Hiếu vừa mới cố gắng sắm để ghi lại những cái hình ảnh cũng như là đồng hành với Minh Hiếu trong những chuyến thiện nguyện. Đấy, sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video của Minh Hiếu. Và cái con đường này nhá, thì bạn nào mà ưa mạo hiểm có dịp lên Hà Giang ấy, thì rẽ vào cái cung đường Yên Minh và Du Già thì các bạn sẽ được trải nghiệm cái con đường này. Và tới này ở bên dưới, này chỗ vách đá trắng trắng ấy, thì ở đây họ đang quy hoạch xây dựng một cái khu du lịch Papiu tuyệt đẹp luôn. Đấy, nên là quý vị có dịp lên Hà Giang thì sẽ rẽ vào Du Già và trải nghiệm cái cung đường này. Thật sự là rất là hiểm trở và rất là nguy hiểm. Thì chỉ áp dụng với những cái người mà có tay lái mùa xuân thôi, tay lái cực kỳ là tốt thì mới đi, còn những cái người mà tay lái yếu thì Minh Hiếu khuyên rằng là cũng không nên đi. Sau đây xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi video của Minh Hiếu cũng như là theo dõi hành trình của Minh Hiếu trải nghiệm cái con đường này nhá. Ok, let's go. Quay chưa? Cần một cuốn test. Bác lắc vàng nói gì cho anh Hiếu trước khi mở hộp đi. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị cái khui một con bò nhá. Đây để làm mic. Chú có thể cho biết cảm xúc trước khi. Xin mời đồng chí có thể cho biết cảm xúc lúc này của đồng chí. Và thật là rất là hồi hộp bởi vì là chưa bao giờ được tận mắt một cái sản phẩm mà nó chất lượng nó ra gì như thế này. Ra gì mà đắt nó... tiền. À. Lấy cái quạt pin lên xe đây bác. Alo. Đây là lấy cái gì mà? Hả? Quá đẹp luôn. Lấy chìa khóa xe đây đi. Ở cái sạc pin này, ba lô mềm mà. Vâng. Lấy sạc pin đấy. Đây, rút trên này chú. Rút cái gì? Xe này. Dạ vâng. Ôi, cẩn thận đấy. Từ từ ngửi mùi tiền đã. À, ngửi đi. Đấy. Ồ, 1000 S đấy. Vâng. Sao cái pin này anh ơi? Cái máy của anh. Riêng cái máy này anh phải quay. Cứ quay đi. 30 phút nữa. Quay 30 phút nữa. Lấy nước lên dưới. Ồ. Tôi lên nước có ca dưới đi. 800 gì ạ? Mùi tiền thật. Công nhận mùi tiền. À, cái này cường lực đúng không? Dạ vâng. À, cường lực. Ui dồi. Ui, màu trắng à? Dạ. Em không phải. Em vẫn còn trinh. Phải cú qua tí không nhỉ? Đây, cường lực đây. À, siêu siếc vẫn còn ngon đây. Đây là pin thôi. À. Dạ. Tay chân cầm cập, chưa biết bóc chỗ nào trước. Mẹ, một con bò đấy, tưởng đùa à. Nghe mất 33 triệu đi mua cái iPhone 13, thế là nhân viên di động nó lại mở cho mình. Ê. Thôi, không biết mở đâu, cái này tầm này không biết mở. Cái này là gì đấy? À, quả pin. Pin. Một, anh mua một pin à? Ờ. Đây một pin, hai pin, ốc thoải mái quay một ngày. Gọi cái tầm rồi. Phi ơi. Dạ. Đi đưa anh nhờ nhà dán cái cường lực tí nhá. Tiến anh nhờ dán cái cường lực tí. Đó. Dán ở đây được không hay là phải mang đi xuống dưới kia mới có cái? Ba lô em đâu, lấy ra cho. Hả? Mày bảo đi lấy xe lấy cái gì ấy? Anh không biết dán đâu. Dán. Lấy dữ liệu. À không. Đấy. Ăn cơm rồi về em. Tí nữa anh đi làm. Cơm cho về. Mấy 2 triệu à? 2 triệu đấy. Em đảm bảo là em mua cái máy. Chả biết được không. Mua máy quay đúng không? Mua bộ máy quay đúng không? Anh đang tính mua bộ nữa. 13 triệu. Vừa làm cái gimbal đấy. Máy 13 triệu. Vừa làm cái gimbal đó, căng nét. Ui, cái này mới à? Chú có người quay thì chú nên mua máy quay. Anh không có người quay thì anh mua con GoPro nó tiện hơn. Nhiều máy quay thì phải có, mình đi xa thì phải có máy tính. Chưa này có phải lòng nữa nhỉ? Hả? Máy này trước anh có rồi sao mà? Chết đây. Chết luôn. Đấy là Go 8. Điện thoại vẫn đi. Cái này Go 10 nó.
12 đúng không? Đồ này 10. Anh Hiếu vừa mới nêu cảm nhận chứ. Alo. Không có đốt xả à? Không. Dạ. Quá tuyệt vời luôn đây này. Test thử nào, test thử chứ nào. Nó có cái gì nữa sao nhỉ, trong nhỉ? Hả? Thôi, lắp vào thôi. Sao lắp vào nó không lên nhỉ? Hả? Lên rồi, lên rồi. Lên rồi. Tốt. Đây là cái vực sâu thăm thẳm. Con đường này là một trong những con đường mình hiểu được trải nghiệm. Mình hiểu thấy rất là hiểm trở. Đây, ở chỗ này thì quý vị có thể nhìn thấy không khác gì ở Mã Pì Lèng nhá. Đây, cũng có những cái vách đá trắng bên kia. Đó, sau đây là mời tất cả quý vị tiếp tục hành trình con đường vào bản Tỉa Lủng. Đi số 1 rồi. Ủa, quá gấp luôn. Đây không biết là hai xe tránh nhau thì không biết tránh kiểu gì ấy. Hiện tại thì con đường bê tông thì việc di chuyển còn dễ dàng hơn. Không biết là ngày trước đường đất thì họ đi như thế nào. Đầu làng có cái vải nó chín rồi, cái vải sao, đúng rồi, chính xác cái vải. Liên tới đồng bào dân tộc người Mông rồi. Ở trên này là toàn trồng ngô với ngô thôi.
đường rất là bé nhưng mà họ đã đổ bê tông hết rồi thì cũng tạm được đấy. Ui cua gấp quá. Đường này để mà làm con đường du lịch trải nghiệm thì quá là tuyệt vời luôn. Gần như là cái một đường 1 mét này là vào đến trung tâm thôn luôn. Minh Hiếu cũng đã được đi con đường vào bản Pờ Trấn Lùng của Nam La. Nói chung là về độ dốc thì cũng gần như tương tự như nhau. Nhưng mà nói về cái view đẹp ấy thì ở chỗ này mình Hiếu thấy view nó cực kỳ đẹp. Lát nữa là lên trên đỉnh núi mình Hiếu sẽ quay cho tất cả quý vị. Yeah.
toàn đi số 1 với số 2 thôi. Số 1 có chỗ không lên được. Ôi giời, bên chỗ này là gần hết bê tông rồi. Đấy, đường đất. Nói chung là đường vẫn còn đi kìa. Rất là xa nữa. Mình hiểu tiếp tục đi, đi hết con đường thôi. Tưởng đất cũng thu được. Sẽ cho các bạn nhìn thử một chút. Phê luôn. Đây. Quá tuyệt vời. Lên trên này nhìn thấy đi. Đây, những cái khúc cua ngoằn ngoèo kia kìa. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy đấy. Đó. Và ở đây thì cái view thì nằm gói trọn rất là nhiều quả núi. Đấy, có thể nhìn thấy hết. Rồi, tiếp tục hành trình thôi. À, bê tông là hết, cái đoạn này là hết rồi. Nhưng mà muốn đi để cho nó...
đến chỗ nào mới hết đây. Bắt đầu đổ đèo nhá các bạn nhá. Là không có cameraman nên là không có quay phim nên là phải một tay lái xe xong là một tay quay phim. Đấy, chỗ nào mà khó quá là phải dùng hai tay. Đấy, hiện tại thì Minh Hiếu đang đổ đèo. Cua cực kỳ là gấp luôn. Không biết là các bạn xem có thấy rung không? Đây quá đẹp luôn. Chỗ này mà mất phanh một cái là cuộc đời sang trang mới rồi. Đấy, bên kia là họ đang xây dựng cái khu Papiu, khu nghỉ dưỡng du lịch, một dự án khá là lớn đấy. Ôi,
cục đá này nguy hiểm thế. Nguy hiểm thật đấy. Đây, vực sâu thăm thẳm. Rồi. Ở chỗ này thì quá là phê luôn, đứng chỗ này nhìn quá phê luôn. Nhìn thấy tổng thể. Đây, mình hiểu sẽ lia camera cho tất cả quý vị cùng xem nhá. Đây. Đây, cái khu mình hiểu đang chỉ đây, họ đang xây dựng cái khu nghỉ dưỡng Papiu. Bây giờ đang xây dựng rồi. Và tới này là họ xây dựng một cái thủy điện ở bên dưới đó. Thì cái chỗ này gần như kiểu Mã Pì Lèng luôn. Sẽ có một cái lòng hồ thủy điện cực kỳ đẹp luôn. Đấy thì đến đây thì mình Hiếu cũng tạm dừng cái video đây. Hẹn gặp lại quý vị trong cái video tiếp theo. Xin chào.